lên đây đây không nhân 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 được 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 xe ơi được chạy lên đây gì ơi đây gì ơi qua được rồi ngày nay hai vợ chồng mình sẽ chơi game chim cánh cụt nha mọi người cùng xem vợ chồng mình chơi game cánh cụt nha mọi người chào mọi người ơi. Hello mọi người, hello mọi người. Hello. Hi, mọi người hôm nay khỏe không? Nay cậu sang báo là chơi cái con game này cùng với anh Duy Cục. Mở Duy Cục nha. Mở Duy Cục nha. Mở Duy Cục á. Waiting for your partner. Mẹ nghe gai đi. Mày là Frack, tao là Frack này. Mày từ từ mò nút điều khiển đó. À để di chuyển này. À cách nó nhảy này. Chưa, nhưng nếu nó dễ như vậy thì mẹ nó làm cái nữa. Khoan. Mày có thấy ở đây nó có hai cái biển không? Một cái là núi với một cái là hang này. Mày thích đi được nào? Tao đi vào hang tại vì tao là fan của Chicken Gang. Đù má mày ép vần. Hình như là mày ở dưới núi Tết là mày kiểu mày đóng băng mày đứng lại như một cục. Ê khoan, từ từ cua teo vậy. Nhìn này, tao béo. Tao giận dữ. Tao đi chuyển. Xem giận giận dữ. Rồi giờ phối hợp kết hợp nè. Có gì đâu, chẳng có gì phải kết hợp cả. Nhảy từ nhảy từ lên. Tao nhảy trước. Rồi thôi lên 1 2 3 lên luôn là 1. Đếm nha. 1 2 3. Đấy thôi, đơn giản thôi. Rồi, gì? Mày là món eo á? Tao là món eo rồi đấy. Mày canh lúc mà tao lên đỉnh là mày buông ra rồi tao phóng vào nha. Rồi. Rồi 1 2 3. Có cái sự hiểu biết ở trong đấy rồi, có một tí gọi là phối hợp rồi ạ. Rồi đây. À, đây. Lúc mà tao lên đỉnh là lúc mà mày ra nha. Ủa từ từ. Rồi, lúc mà mày lên đỉnh là lúc mà tao bỏ ra đúng không? Phải cho ra ngoài đúng không? Nè, chuẩn bị là 1 2. Thôi mày nhảy đi, tao làm món eo chưa? Rồi giờ tao làm món eo nè. Đó, món eo đi. Tao tức giận này. Nhìn này. Tao có kinh nghiệm. Từ từ, tao có kinh nghiệm lên đỉnh, từ từ. Nói, không lúc. Lên! Hai! Lên! Tao đang giữ lại mỏ neo. Nhảy đi! Không, mày phải di chuyển nó mới lên được. Đấy. Tao có kinh nghiệm không? Rồi, lộn một vòng luôn. Đúng rồi. 1 2 3. Ai không nhấp ra. Kết tay gối đi. Có một cái nút để có một con bên trên kéo dây kéo con bên dưới lên ấy, hiểu không? Đâu mày nhấn quy mày kéo nó lên. Ủa? Mày nhấn quy hả? Nhấn nút shift phải á, shift bên phải á, biết không? À, nút okay. Shift bên phải vị trí của mày á. Ok, để tao lên trước. Rồi, tao lên này. Rồi qua. Em mày. Được, xe ơi, được. Nhảy lên. Mày để tao lên trước cho. Mày cứ lăn lần gì? Rồi. Từ mày để tao, mày gọi cái mồm mở cái mồm chó mày hạ cái miệng chó mày à. Hạ cái họng chó mày ra nói. 1 2 3. Đây rồi. 1 2 3. Rồi 1 2 3. Nè, 1 2 3. Lên đi em. Tới. Mày đừng có đung đưa nó được không? Mày đừng có đung đưa nó được không? Một. Để tao nhảy trước. 1 2 3. Mày xuống. 1 2 3. Đi xuống. Rồi 1 2 3. 1 2. Ôi nhảy qua luôn à? Không cần. 1 2 3. Đấy, 1 là lên nè. 1 2 2. Chơi chưa? Tao đếm nhá. Tao chưa đếm mẹ nhá. Chó này. Tao ngay con chó này nhá. Từ từ. Rồi 1 2 3. 1 2. Hả? Mày, tao thử mày đôi con nè. Chuẩn bị chưa? Rồi. 1 2
3. Ôi, tôi. Mày làm gì đây? Tao còn đéo di chuyển ơi. Ta đi. Cố lên xuống luôn đi. Này gì ơi? Cái gì đâu qua được rồi. Ba đéo ngờ qua được luôn ấy. Hay sao ơi. Đây. Hai, 1, 2, 3, đập. Hey xe ơi, lật đường xe ơi, editor cắt đoạn này nha. Editor ơi, cắt đoạn này nha, editor ơi. Ok. Từ từ cắt đoạn này, chúng cứ bị diễn tiếp rồi. Hey xe ơi, được, làm lại rồi sang ơi. 1, 2, 3. Rồi, đu qua. Đu lên cái cột. Đúng rồi, giữ tao lên, giữ tao đu lên. Rồi, 2, 2, 0, 1, 2, 3, nhảy qua là 1, 2, 3. Rồi, nhảy qua để tao, 1, 2, 3, nhảy tao cắm vào cái đít vào, cắm cái mỏ chó tao vào kia, 1, 2, 3. Rồi, đu. Ấy khoan, nhưng mà tao không cắm được, mày hiểu không? Tao bị cái gì ấy. Chỉ con tao cắm được thôi. Khoan, nãy giờ chỉ có mày kéo được này, chỉ có mày cắm được này, mày thấy nó bị vô lý không? Kiểu cái con tao nó phải dùng để, phải làm một cái gì đó chứ. À, Sáng, tao hiểu rồi, Sáng ơi. Nè bây giờ mày thử té xuống đi. Rồi tao hiểu rồi. Mày nút gì? Nút ship nhưng mà ship bên phải. Ê, tao bảo tao cắm mặt được. Tao bảo nút ship bên phải từ mày lúc mới chơi game luôn đấy Duy ạ. À. Mày nhấn quý hả? Mày nút ship phải á, ship bên phải á, biết không? Tao tưởng nút ship. Tao tưởng bàn phím chỉ có một nút ship được chưa? Tao tưởng bàn phím chỉ có một nút ship. Mày không lên, tao kéo mày lên. Về chuyện đi. Phải có người không? Thì bây giờ mày kiếm ra cái nút đó thì mọi thứ nó dễ hơn chứ có cái gì đâu đấy. Nãy giờ mình chấp game chứ đòi gì nữa. Má nãy giờ là chấp ấy. 1, 2, 3. Lên. Rồi giờ mọi thứ dễ dàng hơn nè. Rồi buông ra. Kéo. Đó. Mẹ mà nó dễ mà không. 1, 2, chạy. 1, 2, chạy. Đây, đúng rồi. Buông nè. Đu. 1, 2, lên. 2. Từ nha. Mày bám nha. Mày cắm cái mõm chó mày lên, tao cắm vô, mày chắc chưa? Từ từ tao cắm thử đã. À đây cắm được rồi, rồi. Tao cắm nha. 1, 2, 3 nhảy. Không. Chúng ta qua bằng thực lực mày hiểu không? Thay vì như vậy tao mày làm checkpoint còn làm mẹ checkpoint đi. Vậy đây FN. Ép nè. 2, 3. Qua luôn nè. Qua. Thử rồi, hay rồi. Nhảy lên tường nha. Từ. Đặt checkpoint nút gì? À mày đặt đi. Rồi, 1, 2, 3. Kéo tao lên. Phóng qua bên kia nè. 1, 2, 3. Kỹ lên. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Cuối cùng. Nhưng mà giờ làm sao? Giờ làm sao? Làm gì đó đi Sáng. Bám đi Sáng, bám vô đầu đó đi. Ê Sang ơi, stream mày bị sập Sang ơi. Hay Sang ơi,
Hay quá. Hay. Và đúng đúng cái lúc sập stream mà nó kỹ năng ấy. 1 2 Từ từ, mày phải lấy đà siêu nhanh luôn ấy. Tao nhìn con chim cánh cụt mày nó lấy đà sao này. Đà nó chỉ như thế thôi. 1 2 3. Đó. Thấy chưa? Hay này. Lần này chắc chắn là qua được luôn á. Theo kiểu chiều kim đồng hồ, theo chiều kim đồng hồ. Nào khúc này theo chiều kim đồng hồ là qua cái 1 luôn nè. Theo chiều kim đồng hồ tắt cái đấy đi. Ôi, đừng có Duy ơi. Hay Duy ơi. Hay. Hay quá. Bám nè. Bỏ ra. Hay. Rồi. Mày nhất. Đúng rồi. Từ từ. Tao lên nè. 1. 2. Kéo hay lên, quá. Quá tuyệt. Đủ đà luôn mà. Ta đi. Hay Duy ơi. Hay. Kéo. Hai. Được rồi. Mày biết tao vừa phát hiện ra gì không? Cái gì? Thế giờ tao trụ tao không muốn nhảy. Mày. Rồi đu lên quay cắm mõm mau lên. Mau lên. Kéo lên mau. Rồi giờ mày cắm cái cờ đó. Đúng rồi. Nhảy qua luôn nè. Okay. Cần cái này. Không nhảy qua luôn, mình nhảy qua luôn. 1, 2, 3. Tiếp tục. Rồi nhảy qua luôn. 1, 2, 3. Rồi 1, 2, 3. Mày mất thì tên cho không đợi như thế à. Rồi chạy nhảy luôn nha. Bây giờ nhảy một phát qua cái thanh gỗ kia luôn và qua bên kia luôn nha. Đi. 2. Vậy nãy giờ mới qua đúng 1 mét á.